chữ thiên lý ngọc hoàng định luật nga điển quyền di vô cực chuyển sai sắc bản kim mẫu có bài lệnh truyền nam nữ gái trai hằng tường diêu cung điện là nguồn gốc cội trì lục kinh thoát khỏi sông mê kim tình mẹ cháu phê màu chờ con dài tay tê lòng già chào Tịnh Thiền, chào Thiền Nguyễn, chào cô Phượng, chào cô Tám Kiến Tường. Ba ân lệnh kỳ ba chuyên cho truyền tâm kinh cứu chết tử linh khai truyền thiên lộ luật hình thống trị đạo lý rõ tình thâm ân linh dân xưa tiền căn màu tạo tâm siêu phàm thông thảo thiên tiên gốc canh chiêu rọi diệu quyền cõi hồn ân đức mẹ hiền phải ban. Chào Ngọc Bích, chào Long Bến Tre, chào Hồng Vân, chào Sang Minh, chào Toàn Lê. Kinh tâm đạo hoàn toàn thanh khiết xưa cung chi chẳng biết mỗi đời linh hồn sáng rọi dị ngôi khăn tiền bích tế ngọc là nơi cụ trùng. Chào Bông Lam, chào Thắng Lê. Khá tình ngộ đại hùng minh mẫn kỳ phụng hành bổn phận cho tròn tiếp lời mẫu giải sắc son linh trời tuân nghị mạng bảo toàn nguyên nhân thức tâm nội mê cảnh mộng ảo tình ly lo tập đạo vô vi tu thân dưỡng tánh kiên trì hành cớ thiên luật mẫu thì ban ơn đắc bộ pháp tiền căn linh tánh thành thật tu mới rành nghiệp duyên đạo chân chẳng mến bạc tiền quả lầm gạch ngay quy nguyên phản hồi giờ kim khuyết hội trời tam giáo hội tam thâm điểm đạo linh căn long đình bố ngọc tư ân hoa sen đua nở mừng trắng thiện lành kỳ tiến lửa thực hành mới quy ba lần khai mở hội tam tiên. Chào Đặng Tâm Hà, chào Trần Chi. Con ơi nghe mẹ chỉ truyền sáng lo tu niệm khỏi phiền về sao lòng tự đắc tự cao dẹp bỏ đường không danh hiệp đó rồi tan còn chi mà giỏi mơ màng cơ trời bao ứng hầm tàn kiếp
Hùng. Chào Tùng Thảo, chào Quỳnh Mai, chào Rung Nguyễn. Con của mẹ Thủy Chung Đạo Ni thì sau này cao quý chi bằng ngọc ngà châu bao hưởng thân, cũng không so sánh cho bằng đạo tâm. Chớ ba đạo dễ lầm tà mê, nếu không tri đạo lý chánh truyền, trao dồi tánh mạng căn nguyên, dội nghe chẳng xét đạo truyền lầm mê, khó đạt đạo trở về giới màu. Màn vô minh hủ lậu dây đầy, muôn màu sắc tương nhiệm say, dựng hình tiên Phật đổi thay khó lường. Cần thấu triệt con đường thiên nghi, chữ không không ngữ trị tâm hồn, phép bài áo thịt bàn môn, thần thông biến quá mê hồn đắm say. Nó cũng giỏi biện tài đạo lý, nhưng sự hành ý chi khác xa. Con cần phân biệt chấm tà trong thân ngũ tạng nghiệp lâu đời. Muốn tu tịnh chịu nhồi chịu khảo, tư tưởng lành giữ đạo nhất tâm, rõ thông ma nghiệp khỏi lầm, trong thân y bộ pha kim tầm đâu xa. Lìa sắc tướng thân y ta đừng nhìn, dù mọi điều thúc ta liệt muốn yên, tạm dùng chẳng đi nhiệm sát trần, tùy nhiên quá độ nuôi thân tu hành. Nghĩ sự đạo đạt thành trước nhất, làm việc gì mẫu mực xét phân, chớ nên tình đi bướng làm càng đỏ thân yêu tiếp nghiệp mang linh hồn. Tình mẫu tử thương con mẹ dạy, chớ mê hồn tiêu hoại mai sao. Sở phân định luật thiên tạo, mẹ mong nam nữ bước vào đường tu, chớ để cho mây mù nghiệp chướng, làm mê hồn mang dương cả dây. Luật hình thương phạt chẳng sai, đau lòng tình mẹ gái trai hàng tường. Con nào biết lo đường đạo đức, mẹ vui mừng túc trực bên con. Chào Tô Hằng, chào Kiều Hà, chào Phương Lê. Xin năng lập bi đức cả bảo tồn, cứu nguy nhân loại mê hồn cầm luân. Biết phận sự con đừng than thở, đạo muôn đời nhắc nhở dân thôn.
nhục danh chẳng nghĩ mất, còn chỉ cần sứ mạng lo tròn mẹ ban. Dẫu đạo pháp mê gian nan cực khổ, hay đắng cay nghiệp lực cao dồi, một lời thề nguyện con ơi thần minh chứng nghi giam đất trời rõ thông. Chớ chán nghi nạn thay lòng đổi giả, muôn đất thầm đạo quả phải hầm. Trứng chiên thử thấp phù sanh là đường tiên quá luật hành người tu. Chớ nghĩ tới giận thù quán ghét, chi đại hùng học phép từ bi. Đức ân dạng sự có bì, dầu cho lao khổ xá vì bản thân. Thương nhớ mẹ phải cần lo đạo, mới xứng danh con thảo rồng tiên. Đã đền thất tổ cũ quyền sanh thành phụ mẫu tại miền trần gian. Dù khắp nghi tướng giàu sang khó sanh, Phật thánh tiên dùng tâm đi thảo hiền. Nghiệp đời dù lắm quan khiên, thành lòng tu niệm mẹ hiền giải quan. Cơ mai tạo sải sàng cần gấp, chớ chần chờ để lắp tấm linh. Trần đồ bát quái luật hình, ngũ hầm dành chuyển nhân sinh điều tàn. Lòng mẹ đã rải ban chỉ dạy, nếu con còn cái luật trời, chẳng lo tu niệm chiều mới, thì đừng trách mẹ dậy thời chẳng thương. Mạng ma quỷ còn đương trà trộn, Phật thánh tiên lẫn lộn hồng trần. Để tùy duyên kiếp độ nhân, dễ về đạo chánh gặp chân kỳ này. Luật kinh Phật tỏ bài nói trước, đời lộn kiếp bê mật thước có dò. Tự sanh thập loại nhỏ to, đầu thai quả bao có đo được lòng. Bất kể sự tổ tâm đạo đức, mang lớp người ngủ trượt tâm ma, hay làm những sự gian tà đâu còn kể đến ông bà tổ tiên. Chào Võ Tu Thế, chào cô ba. Cứ chỉ biết bạc tiền danh lợi, rồi tung hoành gây tội chẳng cần. Giết người cướp của lường danh, bao tàn độc ác khó phân gian tà. Bởi sắc lệnh thiên hoàng ân xa, cũng là kỳ trả quả nghiệp căn. Chuyện xoay định luật công bằng khảo, nhòi thơm phạt kiếp căn đời cùng.
chào cô Diệu Tầm. Sự chọn lựa hiếu trung kỳ chót, con khá lo bọn một ngày đức ân, chớ ham mê sự hồng trần buộc ràng nghiệp quả kiếp căn đỏ đài, rồi gặp với cảnh quả tai khó cố ăn cần định tâm nắp thủ điển quan nghiệm si thấu thiệt trần hoàng trong cơ sàn sải lớp màn đau thương các con nghĩ cho tường cảnh kẻ ngang nếu không thì tình mẹ xa con đau lòng mẹ tạo linh hồn dược nuôi ấp ổ bảo toàn linh quan khi con xuống trần gian lập hầm bị ngủ ma dụ tâm mê trần đâu còn nhớ kiếp tiền căn của trên mẹ tạo thượng tầng hư vô mãi gây tạo cuộc đời nghiệp quả chịu luân hồi dai trả không ngần con ơi lòng mẹ băn khoăn nhớ con trong đời tìm phương cứu nạn sợ đến ngày chiếu màn đại hội rồi các con chịu tội trước tòa trong ngày đồng tam giao chẳng tha luật hạnh sửa trị có mẹ an thân chào thiện âm chào Yến Nguyễn bị xa đỏ trầm luân địa ngục bài hức ca niên mới được đầu thai lâm trần nghiệp quả trả dây cũng như mạc kiếp đời nay tận cùng vì chỗ đó nên rồi tình mẹ chẳng nỡ cho con trẻ lạc lầm chuyện cơ điện pháp quyền thâm chỉ nguồn gốc cội để tầm căn xưa màn tam giáo lọc lừa đảo quả trên tam thiên lục ba xuống trần bàn môn bá đạo vũ căn hại con của mẫu mê trần còn đâu nhắc khi đến đây mẹ sầu linh mi tử mãi theo đời quên sự thâm ân linh quan gốc cội tiền căn ngồi xưa phê bỏ nghiệp trần đeo mang chào Võ Thị Thu Trang chào Kim Định sự dai cả trần gian chồng vợ tình thâm ân con nở phụ giống chiếu theo luật đạo công đồng thì con bất yêu có mong bảo toàn quên mất tâm trên hồn giá trị cứ bị lầm ma quỷ lợi danh sanh già bệnh tử hiểu rằng mà sao con mãi đua tranh theo đời phế bỏ
dọc nghe sanh đi cải bất tình nghĩa theo tà mê phàm tình tâm thân tiêu hoại hộp linh ngục tù hệ vào cấm âm mi ô đen tối biết bao giờ thoát khỏi sông mê sanh tâm ngu mũi nặng nề biết đâu chánh pháp trở về thiên cung cơ ân nghi xá tận cùng mạng cho phật thánh tiền cô hề giới linh hồn rèn nghe lời mẹ bơ con đức tin đi dần đi chắc bảo toàn hậu lai sẽ cho kỹ lời ngay lẽ thật dầu cáo nhòi tâm thật từng lời chào đức thiện chào phạm văn tiêu ma dù có lắm lời ngọt ngon dụ dỗ theo đời thì không thề những quyết một lòng vì đạo thượng buông đời sáng tạo lức quang ngọc châu bộ pháp đạo vàng trong thân sẵn có bảo toàn chân linh dù tài phép yêu tinh có giỏi lòng tức tinh cứng cõi cố dịch đạo là chân lý cao minh đạo không sắc tướng hổ hình ngoài thân đời mặt tiếp dương trần hộp loạn chúng nghi mô mô đủ hạt lắm con tạo hình dịnh có thi hòn vẽ tranh tiên phật để con lạc lầm chào thiên long nam chào bùi giang khá biết chỗ đạo tâm quan trọng pháp vô vi mở rộng thần quang chiếu soi nhật nguyệt thành tàn đắc thông ngũ tạng bảo toàn tánh linh thiệt nội thân tâm bình trí định ngồi quán thông pháp lý chân công hoặc là đi đứng nằm mi lòng cũng luôn chuyện pháp mới thâm nhiệm màu. Quý vị đang nghe cẩm nang thơ của Đức Diêu Trì Phật Mẫu. Chúng tôi đang trực tiếp tại đạo tràng chùa Minh Duyên Huệ Nhẫn, khu núi Vinh, Bà Rịa, Vũng Tàu. Hôm nay là ngày 24 tháng 6 âm lịch năm Quý Mão. Nếu quý vị thấy bài kinh này hay, quý vị chia sẻ trên trang Facebook của mình để cho quý huynh đệ đồng đạo bà con Phật tử cùng nhau nghe. Quý vị cảm thấy hay xin chia sẻ trên trang Facebook của mình giúp cho Huệ Nhẫn lan tỏa yêu thương và lời kinh tiếng kệ đến với mọi người. Hoặc là đi đứng nằm lòng cũng luôn chuyện pháp mới thông nhiệm màu ngoài sắc tương có đâu là đạo con thật nên kiểm thảo cho tường kéo lầm ma đạo phô trương mượn kinh bài lý gạt lường nhân sinh chung quỷ kế giả hình tiên phật ngăn xin dị ngôi làm trật đạo nhân bùa linh
thuốc cây lũ bị hồn, để chúng sai khiến các con theo bà. Nếu chẳng nghe những lời thiêu dệt, chúng đi đủ tài làm chết chẳng chơi. Không tu bất nghi tưởng Phật trời để hành thiện đức có thời vượt qua. Mạng lừa lọc sư tà ngoại đạo, ra tranh tài tam giáo Phật tin. Giả hình giả tướng tượng hiền, mà lòng thâm mi độc chẳng hiền nghe con. Chỉ như mẫu chúng còn coi bác ngân, cho mẫu đây vào hẹn đạo bà. Con ơi lòng mẹ thiết tha, ai sanh ai tạo vậy mà giật chi. Chào Kim Yến, chào Nguyễn Văn Phước, chào Văn Long Võ. Đủ vật chất để thị nuôi dưỡng, cho ấm mỹ thân có được tu hành. Sanh đi tâm lòng giả bất lầm, chê bai Phật mẫu phải đành đọa thân. Dù mang kiếp tăng ni cũng thế, vô lễ còn khi dễ kiêu căng. Phật nào dạy thôi ngang tàn, bất trị chân ly đọa mang ngục hành. Cơ ân xá mặt tình thế sự, muôn nói chỉ ngôn ngữ chẳng kiên. Sau này đừng có trách phiền, thần quan tả hữu đi liền chẳng sai. Tâu ngọc đế cách ngày tam giao, chiếu luật hành sử đạo kỳ này. Long qua đại hội hoằng khai, đạo nào chánh ni pháp Như Lai chân truyền. Con của mẹ kháng hiền nhẫn nhục, rèn đức ân phủ phục bệ rộng. Tu là tu tâm tu lòng, chớ đừng tôi tướng mà hồng đất chi. Cơ đại hội kỳ thi đã tới, lập đức ân thân mới dừng còn. Một lòng vì mẹ sắp son, ráng lo hành đạo bảo còn kiếp mây căng. Đừng xa ngã bụi trần con nhị, để ma dương lũ quỷ dắt hồn. Xa vào trần địa bạc môn, háo danh thì trục lợi chẳng còn mạng thân. Mẹ thương con vì căn mẹ tạo, nên khai truyền đi đạo chân mình. Đó là cốt nhổ thâm y tình, để lầm mối đạo chân linh mịt mờ. Dẫu ba đạo tâm thời duy nhất, trẻ con cần rõ luật hành trì. Mặt đời thế sự thị phi tu hành, chớ để những gì
nam tử, mãi chưa lòng hung dữ ngang tàn, quên căn mẫu tạo kim ban, xuống đặt dùng lợi nghiệp mang chật chồng, nở phụ bạc quên lòng từ máu anh, từ ngàn xưa mẹ tạo chân linh, nên còn nền giống nên hình, linh quang bác bổ trong mình dạng năng, đổ phép bê báo phi đằng quyền diệu, để các con tự liệu xuống trần. Chào huynh thị Kiều Huệ, lập công bồi đức tiền căn, giúp đời hậu thế lập thân đạo hiền, đi ngang qua đồng tiền giáo chủ, tay ba hầu chẳng hỏi bái chào, ý mình con mẹ thiên cao, chê ngài giải thu chẳng vào lễ nghi, tội vô lễ ngài thì quán giận, trôn mẹ hiền xuống tận cõi đời, ngủ ma qua phép dậy thời, nhập tâm con trẻ mê đời tạo gây, cho linh đi tử đắm sai mùi tộc, để thỏa lòng giận tức kỳ ba hầu, cũng là pháp lực thiên cao, cho nên ở mãi trần lao hại đời, chiếu kỳ ba luật trời mở hội, lập đạo màu cua rỗi linh căn, thoát nơi nghiệp quả hồng trần, được về bốn đức nguyên nhân phục chầu, nay đến hội hoàng cầu xây chuyển, đại phong thần tuyệt lửa linh căn, chọn con hiền đức nghĩa nhân, rõ tri ngũ dục trong thân dị thần. Quý vị đang nghe cẩm nang thơ của Đức Diêu Trì Phật Mẫu. Hôm nay đuối đã đọc được có nhiêu đó thôi ạ. Quý vị thấy bộ kinh này hay không ạ? Đây là bức cẩm nang thơ của Đức Diêu Trì Phật Mẫu, gói gọn tâm huyết của Phật Mẹ muốn dạy dỗ chúng sinh, tất cả những người con của Mẹ, tất cả những tử linh của Mẹ đều có duyên nghe được cái bức cẩm nang thư này. Đó là gói gọn của tình Mẹ thiêng liêng, để chúng ta hiểu thêm về giáo lý và lời dạy của Mẹ. Chắc chắn chúng ta được trở về với Mẹ thì chúng ta phải hiểu qua cái tâm ý của Phật Mẫu Diêu Trì. Mẹ đã gửi gọn hết tất cả tấm lòng vào trong cẩm nang thơ của Đức Diêu Trì. Chào cô Bích Liên, nếu mà ai có duyên nghe qua cái cẩm nang thơ, là người linh tử con Mẹ, chúng ta nghe được trăm ngàn vạn quyển kinh của Mẹ cũng không bằng nghe một lần cẩm nang thơ của Mẹ. Đây là một cái tâm sự, một cái tâm huyết của người mẹ hiền, của người mẹ hiền dành hết tình cảm cho con, muốn con của Mẹ hiểu hết thấu về cái cảnh vô thường,
và thấu hiểu hết cái nỗi thống khổ của nhân gian. Muốn hiểu về cái đường tiên cảnh Phật, và mẹ khuyên cả những người con của mẹ dù có cách ái ly gia đoạn lìa thế tục, hay là vẫn còn mang cái nợ trần chưa xuất gia tu học, tình của mẹ bao la, những cái tâm huyết, những cái bí quyết và cái bí tích để hướng dẫn chư linh tử con của mẹ trở về với bổng lai, bản tánh, cái nơi quê tiên chốn cổ, đều nằm gọn trong bức tâm thơ này, bức nan thơ của Đức Diêu Trì Kim Mẫu. Đáng lý ra thì phải đọc hết cái bức tâm thơ của mẹ, nhưng mà sức khỏe không cho phép, cho nên hôm nay Nguyễn Nhẫn đọc một khúc như vậy thôi. Hy vọng lần sau Nguyễn Nhẫn sẽ đọc tiếp, và Nguyễn Nhẫn sẽ đọc hoài, đọc cái bức tâm thơ này hoài cho mọi người nghe. Hôm nay tiếng không có hay, mọi người đừng có lu vào, để Nguyễn Nhẫn đọc cho nó thuần thục, cho nó hay, rồi Nguyễn Nhẫn sẽ lưu lại cho quý Phật tử nha. Nhân đây, thay mặt đạo tràng chùa Minh Duyên Huệ Nhẫn, trân trọng kính mời bà con Phật tử, cô bác gần xa, nhân chút thời gian quý báu trở về chùa Minh Duyên Huệ Nhẫn để tham dự đại lễ Du Lan Thắng Hội năm 2023 nhằm năm Quý Mão vào ngày 18 và 19 tháng 7 âm lịch năm Quý Mão, nhằm ngày 2 và 3 tháng 9 năm 2023. Thay mặt đạo tràng chùa Minh Duyên Huệ Nhẫn, trân trọng kính mời quý nam nữ Phật tử, quý linh tử, bà con cô bác gần xa vào ngày 18 và 19 tháng 7 âm lịch năm Quý Mão trở về chùa Minh Duyên Huệ Nhẫn để tham dự đại lễ Du Lan Thắng Hội. Huệ Nhẫn rất mong bà con cô bác chúng ta những thời gian quý báu để trở về, dù một ngày hai ngày gì cũng đều tốt. Mong chúng ta có thật nhiều sức khỏe, vạn sự an lành. Và chương trình live stream trực tiếp của đạo tràng chùa Minh Duyên Huệ Nhẫn đến đây xin tạm biệt mọi người nha. Chúc mọi người có một đêm thật là an giấc. Hy vọng mọi người sẽ thấm nhuần và đón nhận bức tâm thơ của Phật Mẫu Diêu Trì A Di Đà Phật, Mô Phật.